Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi người vừa nghe trích đoạn của những cái chương trình được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng mấy chục năm qua. Và chắc chắn mọi người sẽ nhận ra được một cái giọng đọc rất là quen thuộc, một giọng đọc mà đã trở thành huyền thoại của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó chính là nghệ sĩ nhân dân Tuyết Mai. Phải nói thật sự với quý vị là mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua. Từ lúc mà mình bắt đầu từ tuổi thơ của mình thì mình đã rất là hâm mộ và yêu thích các chương trình trên Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi. Tại vì ngày xưa là nhà mình có một cái radio, anh trai của mình đi bộ đội mang về. Đấy, vào khoảng những năm mà mình tầm 11, 12 tuổi thì nhà mình có cái radio đấy. Và cái radio đấy nó như là một người bạn tâm tình của mình. Và cái thời đó mình yêu, bởi vì hồi đó nó không có tivi, cả làng không nhà nào có tivi, còn đài thì chỉ có một vài nhà có, trong đó có nhà mình. Thế thì mình cứ nhớ là buổi chiều, cứ tầm 5 giờ chiều là bọn trẻ con sẽ xúm xít ở nhà mình để nghe chuyện tụng không. Khi mà mình bắt sóng một cái đài của Trung Quốc nó kể chuyện. Thế còn ngoài cái chuyện của trẻ con đấy thì bọn trẻ con nó thích. Nhưng mà riêng mình thì mình thích tất cả các chương trình. Và mình rất là nhớ những cái chương trình mà về văn hóa, nghệ thuật. Vì là mình mê văn hóa, nghệ thuật từ bé. Đặc biệt là chương trình ví dụ như là câu chuyện kể chuyện cảnh giác này, rồi sân khấu truyền thanh này, tối thứ bảy này, là mình cứ nhớ là 7 giờ đến 7 rưỡi là kể chuyện cảnh giác, còn từ 7 rưỡi đến 9 giờ là chương trình sân khấu truyền thanh, và hết chương trình sân khấu truyền thanh là đến 9 giờ thì bắt đầu đến chương trình quân đội nhân dân đó. Xong bắt đầu ví dụ như là 10 giờ đêm hoặc là 11 giờ đêm thì sẽ là chương trình đọc, 10 giờ đêm thì đọc chuyện đêm khuya, còn 11 giờ đêm là chương trình dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc. Mình nhớ như vậy, không biết là có chính xác không, nhưng mà rồi thì chủ nhật thì có chương trình văn nghệ đó, và rất là nhiều những chương trình dân ca để tụi nó Việt Nam, dân ca nhạc cổ truyền các thứ, thì mình rất là nhớ. Thậm chí là ngày đấy là mình còn nhớ cụ thể lịch phát sóng của từng ngày trong tuần cơ. Tại vì mỗi một ngày thì lịch phát sóng lại khác. Ví dụ như là những cái khung giờ chính như là thời sự thì nó sẽ giống nhau. Ví dụ như là 6 giờ là thời sự thì là sáng nào cũng như thế. Hoặc là 12 giờ là thời sự thì trưa nào cũng như vậy. Nhưng mà sau thời sự đến các cái chương trình chuyên mục khác ấy, thì nó sẽ thay đổi. Ví dụ như là chương trình của nông thôn, rồi thì chương trình của quân đội, rồi thì chương trình nào này chương trình khác, chương trình thiếu nhi chẳng hạn, thế thì nó thay đổi theo theo lịch. Ví dụ như ngày thứ hai mới có, hoặc là chương trình này thì ngày thứ tư mới có, hoặc là chương trình này thì là ngày chủ nhật mới có. Ví dụ thế, là mình còn nhớ hết cả lịch phát sóng của đài. Thì thực sự là ngày đấy tuổi thơ mình đi đâu mình cũng mang theo cái đài, nấu cơm thì để đài bên cạnh ở dưới bếp, đi ra vườn để làm vườn thì để cái đài ở cái cổng vườn, rồi là đi, thậm chí là đi WC, đi vệ sinh thì mình phải cầm cái đài ra ở cửa của cái nhà vệ sinh đấy để nghe, thậm chí là đến mức độ như vậy. Thì thực sự là những năm đó mình rất là mê giọng đọc của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Mai và những cái nghệ sĩ khác như là nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, rồi thì giọng đọc Anh Phương, vân vân. Đặc biệt là nghệ sĩ Tuyết Mai và nghệ sĩ Kim Cúc đọc những cái chương trình như là đọc chuyện đêm khuya này, rồi thì chương trình văn nghệ này, chương trình dành cho đồng bào Việt Nam xa tổ quốc này, hoặc là những cái chương trình Tết
Nguyên Đán, những cái chương trình Tết Nguyên Đán, những cái phóng sự về Tết, hoặc là những cái bài, những cái câu chuyện, hoặc là những cái chương trình mà phát trong trước và trong Tết ấy, thì giọng đọc của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Mai và giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc thực sự nó ăn sâu vào trong tiềm thức của mình cho đến tận bây giờ. Cho nên là đến tận bây giờ với những cái ngày Tết ấy, cho dù là mình đã ở thành phố, tất cả những thứ nó đã rất là xưa, rất là cũ đối với mình rồi, nhưng mà những ngày Tết mình vẫn thỉnh thoảng mình vẫn lên trên YouTube mình search lại những cái chương trình ngày Tết của ngày xưa mà có nghệ sĩ Tuyết Mai và nghệ sĩ Kim Cúc đọc, để mình được hồi tưởng lại, để mình được nhớ lại những cái ký ức xưa cũ, những cái Tết xưa cũ với những giọng đọc truyền cảm ấm áp mà nó mang lại cho mình những cái sự ấm áp, những cái sự gợi nhớ đến những cái Tết xưa nó nghèo nhưng mà nó đầy tình cảm, đầy yêu thương và nó rất là thiêng liêng. Và hôm nay thì rất là buồn khi mà được tin nghệ sĩ nhân dân Tuyết Mai qua đời. Thì đấy là một cái điều mà tổn thất rất là lớn cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng như là những người yêu mến Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng như là gia đình của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Mai. Xin được trân trọng gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia đình, và cầu mong cho linh hồn nghệ sĩ nhân dân Tuyết Mai sẽ được an yên nơi chín suối.